Vấn đề là bạn đang nghĩ rằng là mang lại giá trị có nghĩa là bán rẻ. Không phải. Mang lại giá trị có nghĩa là thỏa mãn cái nhu cầu của họ. Và khi đã thỏa mãn nhu cầu của họ, bạn lấy tiền của họ đắt một chút, họ cũng vui. Rồi ạ. Dương Thu Hường có đặt câu hỏi: thưa thầy, làm sao để giữ tâm Phật trong sáng trong cuộc sống kinh doanh thương mại? Con người bị ảnh hưởng bởi tham, sân, si. Cái sai lầm lớn nhất của người Việt ấy, là từ thuở bé đã được dạy như thế này: buôn thì gian, bán thì lận. Đó là cách làm của con buôn. Con vốn dĩ của thương gia. Nào tôi lấy ví dụ các bạn, mọi người mua nhà của anh Vượng có đắt không? Đắt. Biết đắt sao mua? Vì ở đấy nó thích. Xong rồi có khen anh Vượng anh làm bất động sản tuyệt vời không? Có mà. Anh Vượng anh có lãi không? Có. Bạn mua đắt, anh Vượng có lãi, nhưng bạn vẫn vui. Vì sao? Cái đồng tiền bạn bỏ ra nó xứng đáng với cái giá trị bạn nhận. Có đúng không ạ? Vậy thì đâu có buôn gian, đâu có bán lận. Và bạn cũng biết thừa anh Vượng hay lãi bao nhiêu mà. Có đúng không? Vậy thì đừng bỏ cái tâm hẹp hòi vào khi mình mua hàng, mà lại đưa cái tâm hẹp hòi của mình vào khi mình bán hàng. Vậy thì tóm lại, trong cuộc sống kinh doanh, áp dụng đạo Phật vào chính là tâm yêu thương. Hãy nghĩ đến cái việc mang lại giá trị cho người ta. Và bạn đang nghĩ là giá trị có nghĩa là bán rẻ. Không phải. Giá trị là thỏa mãn cuộc sống của họ. Tại sao người ta đi chơi golf lại mất hàng tỷ đồng một năm, vài tỷ đồng một năm, mà người ta vẫn bỏ tiền người ta chơi đấy thôi? Vì cái giá trị người ta nhận được trên cái bằng đấy tỷ thì họ phải bỏ tiền chứ. Vậy thì nếu bình thường, như nếu mà mình nhìn theo góc nhìn hẹp hòi của mình, thì mình sẽ suy ra là gì? Vậy là cái bọn sân gộp nó bọc lột giá mà mấy tỷ đồng một năm. Mẹ, mấy thằng chơi chắc là mấy thằng điên. Toàn bọn điên nó chơi ở đấy ông ơi, vì nó quá giàu. Đấy. Vậy thì vấn đề là bạn đang nghĩ rằng là mang lại giá trị có nghĩa là bán rẻ. Không phải. Mang lại giá trị có nghĩa là thỏa mãn cái nhu cầu của họ. Và khi đã thỏa mãn nhu cầu của họ, bạn lấy tiền của họ đắt một chút, họ cũng vui. Và sai lầm lớn nhất của người Việt không có tư duy đó. Đó là tư duy của sự hẹp hòi. Chỉ thích gì ạ? Bán đồ đều và lấy tiền rẻ để cạnh tranh. Bởi vì bán đắt, bán thỏa mãn nhu cầu mà lấy tiền cao, thì đòi hỏi kinh doanh phải rất có trí tuệ và bài bản. Không dễ. Có phải chúng ta ai cũng biết là anh Tài Thế Giới Di Động, anh bán điện thoại đắt hơn thị trường bên ngoài, bạn mua ở hàng trôi nổi 10-20%. Tại sao bạn vẫn mua? Đắt hơn đấy. Vì nó thỏa mãn nhu cầu của bạn. Vì mua ở đấy bạn được bảo hành cẩn thận, bạn yên tâm đấy là hàng thiệt, chứ không phải hàng nhái, hàng giả. Đúng không ạ? Thì bạn mới mua. Vậy thì rõ ràng bạn chấp nhận cái sự thỏa mãn nhu cầu của bạn, thỏa mãn cái sự cái yên tâm của bạn. Bạn sẵn sàng trả cho người ta đắt hơn 10-20% cơ mà. Vậy thì chính vì sự tham sân si của mình, cho nên mình đưa cái góc nhìn hạn hẹp vào, và mình không để cái góc nhìn yêu thương là thỏa mãn khách hàng. Và mình không thỏa mãn khách hàng, xong mình đúng dùng đúng cái tâm hạn hẹp của mình, đó là hạ giá để cạnh tranh. Và đó là câu chuyện những người kinh doanh ở Việt Nam tự mình bóp chết mình. Đấy. Thì lời khuyên của tôi là nếu ứng dụng đạo Phật trong cuộc sống, hãy dùng tâm yêu thương để nghĩ đến người tiêu dùng và thỏa mãn người tiêu dùng. Và nếu thỏa mãn cái nhu cầu dành cho người tiêu dùng, thì bạn lấy giá cao, họ vẫn trả, họ vẫn vui vẻ. Vì lãng phí nhất là mua một sản phẩm dịch vụ không dùng được, dù rẻ, thì đấy cũng là lãng phí. Còn nếu thỏa mãn cái nhu cầu của người dùng thì đắt vẫn là giá trị. Và chúc bạn sử dụng cái tâm yêu thương trong đạo Phật theo góc nhìn của khách hàng, thì mọi thứ tham sân si nó sẽ biến mất, và bạn sẽ tự hào và
đã có câu nói: người giàu thì coi bán hàng là sự tự hào về bản thân vì đã mang lại giá trị cho người tiêu dùng. Còn kẻ thì nghèo thì coi bán hàng là sự xấu hổ. Đấy, tôi chẳng giá trị cho khách hàng. Không phải giá trị là tiền, mà giá trị bạn trong tiêu dùng, đó là mang lại giá trị đời sống hạnh phúc trong tiêu dùng, chứ không phải là tiền. Học viện Doanh nhân CEO Việt Nam cảm ơn bạn đã quan tâm theo dõi. Chi tiết về các chương trình huấn luyện của thầy Ngô Minh Tuấn và Học viện Doanh nhân CEO Việt Nam, xin vui lòng truy cập website saovietnam.edu.vn, hotline 0986776622.